Trước mắt khuyên giả, anh Nguyễn Đăng Tét và giới thiệu về một bộ hát vàng eo cấp. Thì trong hình này, anh Nguyễn đắp Motorola Lexo BS-MR2 sử dụng là leo BAT25. Một quả súp combo đó là Lexo LS500 cũng leo nhá. Và kết nối với một controller. Mời bác cùng nghe một ca khúc Hà Nội vắng những cơn mưa. Quá hay luôn. Cái xét đầu đầu cần em bay yêu hiu gió lạnh hoa xưa thôi giờ em bên tôi một chiều tan lớp đường cổ ngữ xưa chậm chậm, chậm chậm bước ta về ăn luôn mùa này chiều không buông nắng phố vắng cành cây khô quán khóc lưu siêu một câu thơ hồ tây mơ ăn đôi buồn này lòng bao nỗi nhớ ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay hơi ấm chào em tuổi thơ ngây thương nhớ còn đây lịch sử mà bác được nghe thể loại nhạc này đúng là không chịu được bao nhiêu. Cái trung âm nó rộng thanh thang, nó sắc sảo, nó chi tiết, nó tĩnh lặng và nó quá thật luôn bao nhiêu. Nó đã tạo tất cả những gì nó có trong tự nhiên, như tiếng gió, tiếng động. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Bác hãy chấm cho Tân Thành và anh một like nhá, để xuất ra nhiều bộ hát hay này, anh em yêu cầu thông báo. Quá hay luôn. Hoa xưa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lỡ. Cổ ngữ xưa chậm bước ta về ăn đôi mùa này chiều không buông nắng phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô quán góc lưu siêu một câu thơ hồ tây lòng bao nỗi nhớ ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay hơi ấm trao em tuổi thơ ngây thương nhớ còn đây ăn đôi mùa này chiều không buông nắng phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô quán góc liêu xiêu một câu thơ hồ tây tím mơ hát đôi mùa này lòng bao tôi nhớ ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay hơi ấm trao em tuổi thơ ơi tương như còn đây. Quá tuyệt vời nhá, về xem chắc là bản nhạc acoustic anh em cùng nghe nhá. Tuyệt vời. Các bác hãy cắm tai phone nghe cái sự thật, quá thật của dòng loa này nhá. Với trường phái của Lexo và JBL là hai trường phái khác nhau thôi nhá. Một cái thể hiện nó cao trung âm, giải giữa và chi tiết sắc nét, độ rộng và tĩnh. Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng, em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng, sẽ dù ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa chuyện tình đã như mơ.
giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng. Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào, sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa. Xanh sao từ thuở nào chợt người đến với tim ta, xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh có chơi vơi ngược dòng đời, nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi sao người miệt mài, nào còn dài, ta ưu phiền từng ngày, vội chôn cuộc tình người, chuyện đi bao lời nói, dòng nào có xa mưa, tình nào sẽ như thơ. Sao chưa gặp một lần, mà nghe tình thật gần, xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay. Tuyệt vời nhá, em chuyển sang thể loại nhạc zumba anh em cùng nghe nhá. Chật lắm. Súp lấy sổ xả đúng không? Về như con đẹp đề mà nhá. Nó sâu, nó mềm mà nó bị lực. Leo dép lách tách luôn. Hay quá. Gì em mô tả với nhá, thì cấu hình này anh Nguyên ghép ra sau nhá. Đầu tiên là một cặp loa Lexo có mã là PS10R2 leo nhá, một dòng sản xuất tại Pháp và là Pháp, định dạng đẹp trên dưới 100, thì dòng loa này nó phải nói là gần như số 1 thế giới, giá mới nó là hơn 100 triệu nhá, bãi đẹp đấy 95%, giá là 55 triệu một cặp đấy, bao đẹp bao phê nhá. Và một quả súp LS500 còn lại leo nhá, nó có hai bản, bản thường và leo, thì giá con này em đang bán giá là 29 triệu, và đi cùng với nó là một bộ controller PS10 nhá. Nếu mà đã dùng Lexo thì phải có một cái lời loa, một controller và một quả súp này thì quá hay luôn. Còn đẩy và mấy cành em ghép hàng xịn được, một đẩy PS là 1204 tức là 1200 một cây, một quả linh hồn cao cấp của DB Optics S10 Pro, một mic cao cấp của DB nhé, đó là DB K6000, đấy, một chiếc băng số BSK900 Pro. Thì đây là một combo anh em mua lẻ được nhá. Thì ngoài những cái bộ 10 ra thì bên em còn những dòng như là 15 ở đây, đây 15, đấy, combo 15 nhá, BS15R1 từ thường, BS15R2 và LS1200, bác góp combo lại được. Thì ngoài loa Nexo này em có rất nhiều JBL nhá, 15-15 này, đấy, rồi là 6-15, rồi là dòng loa như là 825, rồi là 4 số STX825, 725 các nhá, 4733A, 4725X, 4725A, rất nhiều các nhá, rồi 4732X, vân vân, STX82. Thì ngoài dòng loa nhập khẩu như Motivity, DB Botic, Gutin,
CAF nhá. Mọi tên mua sắm phôi ghép liên hệ với anh Nguyễn, số thoại 0936 583 10. Anh Nguyễn giao hàng toàn quốc nhá, và nhận lắp đặt cũng như là setup cho bộ hát cao cấp. Anh chào bác và chúc bác buổi sáng vui vẻ nhá.